giờ sinh hoạt dưới cờ, em xin trân trọng kính mời các thầy cô, các bạn học sinh chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêng chào cờ, chào. Quốc ca. Kính thưa các thầy cô giáo, các bạn thân mến, sau đây em xin thay mặt cho lớp trực tuần 4A1 nhận xét ưu khuyết điểm và xếp thứ xếp loại của các lớp trong tuần vừa qua. Ưu điểm: học sinh ngoan, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thực hiện tốt vệ sinh trong và ngoài lớp, thực hiện linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch, tích cực ôn luyện chuẩn bị tốt các điều kiện làm bài kiểm tra cuối năm, xếp hàng ra vào lớp và ra về tốt, chăm sóc vườn cây tốt. Nhược điểm: một số học sinh đi học muộn, ngân 4A2, còn hiện tượng học sinh đánh nhau, Huy 5A2, Khoa 5A1, không đội mũ bảo hiểm, Thảo Linh 2A3, Hùng 2A3, Minh 3A3, Hùng Thắng, Khánh 1A2, Thắng 2 lần, My 2A1, Thu Anh 5A3, Hưng, Uyên Nhi 1A3, Hoàng 1A3, Phương, Thanh, Lâm 4A1. Tổng điểm và xếp thứ xếp loại của các lớp trong tuần vừa qua như sau. 1A1 499 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 5 xếp loại B. 1A2 496 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 14 xếp loại C. 1A3 496 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 14 xếp loại C. 2A1 499 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 5 xếp loại C, xếp loại B. 2A2 500 trên 500 điểm, xếp thứ nhất xếp loại A. 2A3 497 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 13 xếp loại C. 3A1 500 trên 500 điểm, xếp thứ nhất xếp loại A. 3A2 500 trên 500 điểm, xếp thứ nhất xếp loại A. 3A3 499 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 5 xếp loại B. 4A1 498 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 12 xếp loại C. 4A2 499 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 5 xếp loại B. 4A3 500 trên 500 điểm, xếp thứ 1 xếp loại A. 5A1 499 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 5 xếp loại B. 5A2 499 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 5 xếp loại B. 5A3 499 điểm trên 500 điểm, xếp thứ 5 xếp loại B. Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, sau đây tôi xin thay mặt cho ban hoạt động ngoài giờ nhận xét và triển khai trong công việc theo tuần như sau. Trong tháng 4, học sinh trở lại trường sau thời gian các con học trực tuyến tại nhà do dịch bệnh. Trong một tháng vừa qua, học sinh tương đối thực hiện nghiêm túc các nội quy của nhà trường cũng như tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường học. Học sinh khối lớp 5 tham gia kỳ thi khảo sát học sinh lớp 5 an toàn, nghiêm túc. Từ đó, mong rằng các em tự nhìn nhận, đánh giá được bản thân mình để cố gắng tích cực học tập tốt hơn nữa, đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi cuối năm sắp tới. Phong trào viết chữ đúng đẹp, rèn nét chữ, luyện nét người, tuyên dương các em học sinh trong đội tuyển sau quá trình miệt mài tập luyện dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các bạn đội tuyển đã có kết quả xứng đáng. Sau đây, cô xin đọc kết quả thi viết chữ đẹp cấp thành phố, khối 2, 2 giải nhất, 1 giải nhì, khối 3, 3 giải nhất, khối 4, 2 giải nhất, 1 giải ba, khối 5, 1 giải nhất, 2 giải nhì.
đề nghị toàn trường nổ một tràng pháo tay chúc mừng các em trong đội tuyển. Trong tháng 4, trường ta còn tham gia cuộc thi kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh. Trường ta có bạn Đặng Nhật Thùy Dương, học sinh lớp 5A1, tham gia thi kể chuyện cùng nhiều bạn học sinh khối 3-4 tham gia múa phụ họa. Kết quả cuộc thi, trường chúng ta đạt giải nhì trong 23 trường tiểu học trong toàn thành phố. Một lần nữa đề nghị các em nổ một tràng pháo tay chúc mừng. Ngày 28/4, cán bộ y tế thành phố đã về cùng các thầy cô giáo tiến hành tiêm phòng dịch COVID-19 cho toàn bộ học sinh khối 3-4-5. Sau khi tiêm, sức khỏe các em ổn định, đi học bình thường. Về thực hiện nề nếp nội quy của nhà trường, cô nhắc nhở một số điều như sau. Học sinh đi học đúng giờ, mặc đồng phục và đi dép sang đan theo quy định. Đội viên đeo khăn quàng đỏ đầy đủ. Trời nắng, học sinh lưu ý đội mũ, mang theo ô để chống nắng. Học sinh không bẻ cành cây, không hái hoa, quả, không trèo, dẫm lên bờ tường, lên bồn cây. Nội quy này cô đã nhắc rất nhiều lần nhưng vẫn có học sinh vi phạm. Nếu bạn nào vi phạm cô sẽ phạt thật nặng. Học sinh nào nhìn thấy bạn mình bẻ cành, hái hoa quả thì báo ngay với thầy cô giáo để xử lý kịp thời. Học sinh thực hiện ra chơi theo khối lớp trong mỗi buổi ra chơi để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Trong tuần còn có một học sinh lớp 1 sau khi ăn trưa xong đi vệ sinh ngay ở bồn cây, ở sân trường. Cô nhắc lại với tất cả các em học sinh, đặc biệt là với học sinh khối 1, cần thực hiện giữ vệ sinh chung, đi vệ sinh đúng nơi quy định ở khu vực nhà vệ sinh dành cho học sinh. Học sinh còn xé giấy rác ra lớp và hành lang. Các bạn ở lại ăn trưa bán trú, ăn bữa phụ, còn vứt rác ra ngoài thùng rác. Cô sẽ kiểm tra đột xuất việc thực hiện vệ sinh của các lớp. Lớp nào bàn ghế kê không ngay ngắn, có nhiều giấy rác, cô sẽ trừ điểm thi đua của các lớp đó. Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, tiếp sau đây tôi xin triển khai công tác tháng 5 như sau. Chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi thiếu niên và nhi đồng, đó là ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941. Tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, đội Nhi đồng cứu quốc đầu tiên được thành lập. Đội là tổ chức thiếu nhi Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Từ khi thành lập, đội ta lớn mạnh không ngừng, đội luôn luôn phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Đội thiếu niên luôn lập công xuất sắc, làm sáng ngời trang sử của đội. Phát động các em thiếu niên và nhi đồng liên đội tiểu học Trần Thế Sương nêu cao lòng tự hào dân tộc, sống có mơ ước, chăm chỉ học tập, tích cực rèn luyện ý thức, có ý thức cao trong các hoạt động, luôn đoàn kết, chấp hành kỷ luật và thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Và đặc biệt hơn, trong tháng 5 này còn có một ngày cũng vô cùng ý nghĩa, đó là kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Mỗi chúng ta đều tưởng nhớ về Bác, bày tỏ niềm kính yêu Bác bằng những hành động thiết thực nhất, đó là những bông hoa chăm học, bông hoa đoàn kết, bông hoa lao động chăm, bông hoa điểm tốt, luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Cùng nhau cố gắng thi đua học tập tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập đội và 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, các khối lớp 3, 4, 5 bình chọn học sinh chăm ngoan, tiến bộ trong học tập và rèn luyện để giới thiệu kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Kính thưa các thầy cô giáo, các em học sinh thân mến, thực hiện theo công văn của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em và học sinh, cô tuyên truyền, nhắc nhở tất cả các em tuyệt đối không được chơi, đùa, nghịch gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình hoặc những nơi không an toàn, học sinh không tự ý rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng. Không chơi các trò chơi nguy hiểm như leo trèo, chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, không trèo tường rào, lan can, không xô đẩy bạn mà nhắc nhở bạn đứng vào nơi an toàn.
Mùa hè sắp tới gần, các em cần phải xin với bố mẹ đăng ký tham gia các lớp học bơi, lớp học kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước, trang bị cho mình kiến thức an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trong dịp hè. Các em lưu ý, có một số áo khoác đồng phục và kính các em để quên. Em nào mất áo, kính thì xuống phòng hội đồng gặp cô để nhận lại. Các em học sinh thân mến, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu, ngay sau đây xin mời tất cả các em đứng dậy cùng vận động theo bài hát Hành khúc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Dưới cờ đầu tuần đến đây là hết. Xin kính chúc các thầy cô giáo và các em có một tuần học mới đạt hiệu quả cao.